lộ diện tháng phát tài lớn nhất, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, phước lộc trời ban, thời tới phất mạnh, đúng 3 tháng tới. Quý cô bác anh chị Canh Tuất thân mến, nếu có một người nào đó không tốt với Canh Tuất đừng nên quá bận tâm hay phiền lòng với họ. Trong cuộc sống của Canh Tuất, không ai có nghĩa vụ phải tư xử tốt với bạn, trừ cha mẹ. Còn với những người tốt với Canh Tuất nên trân trọng và biết ơn điều đó. Nhưng Canh Tuất cũng cần phải có chút đề phòng. Bởi mỗi người khi làm bất cứ việc gì đều có mục đích riêng của họ. Hãy nhớ họ tốt với Canh Tuất, không đồng nghĩa với việc họ phải quý mến Canh Tuất. Không có ai là không thể thay thế. Không có vật gì thuộc hoàn toàn sở hữu của Canh Tuất. Vì thế, nếu sau này người Canh Tuất yêu thương không còn ở bên, hay họ không còn là nơi Canh Tuất có thể đặt niềm tin, Canh Tuất cũng đừng bi lụy. Sinh mệnh con người thực sự ngắn ngủi, Canh Tuất đừng để mỗi ngày trôi đi vô ích. Người ta tham vọng sống lâu, nhưng Canh Tuất chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày. Hãy trân trọng và yêu lấy cuộc sống hiện tại của Canh Tuất. Trên đời này không có gì là nhất cả. Tình yêu chỉ là cảm giác bất chợt đi qua cuộc đời Canh Tuất, nhưng nó sẽ theo thời gian và lòng người mà thay đổi. Nếu như người đó rời xa Canh Tuất hãy học cách chờ đợi, hãy để thời gian rửa sạch vết thương, để tâm hồn Canh Tuất lắng lại. Rồi nỗi đau của Canh Tuất cũng sẽ dần biến mất. Canh Tuất đừng mơ ước một tình yêu hoàn hảo, cũng đừng thổi phồng nỗi đau khi nó không còn. Canh Tuất có thể bắt mình phải giữ chữ tín, nhưng không thể yêu cầu người khác làm thế với mình. Canh Tuất có thể yêu cầu bản thân phải đối đãi tốt với người, nhưng Canh Tuất không thể kỳ vọng người ta sẽ làm ngược lại. Khi Canh Tuất tốt với họ, họ không có nghĩa vụ phải tốt lại với Canh Tuất. Hãy nhớ điều này, nếu không Canh Tuất sẽ luôn gặp ưu phiền trong cuộc sống. Chỉ những ai có duyên phận mới trở thành người thân của nhau, cho dù trong cuộc sống bận rộn, Canh Tuất ít khi gặp mọi người. Nhưng Canh Tuất hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên họ, hãy dành cho họ thời gian để yêu thương Canh Tuất hơn. Minh Đường Tử Vi hiểu rằng, Canh Tuất đang phải đối mặt với rất nhiều thử thách, chông gai của cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Canh Tuất hãy cứ lạc quan lên một chút, cười nhiều hơn một nụ cười Canh Tuất nhé. Minh Đường Tử Vi không thể can thiệp vào quá khứ của Canh Tuất, nhưng có lẽ tương lai thì có thể. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác anh chị. Cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời, giúp người, cô bác anh chị nhé. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Ngay sau đây, không để cô bác anh chị Canh Tuất phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe. Quý cô bác anh chị tuổi Canh Tuất thân mến, sau một thời gian cần mẫn nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu tử vi khác nhau, đội ngũ Minh Đường Tử Vi đã làm ra video lộ diện tháng phát tài lớn nhất Canh Tuất 1970, phước lộc trời ban, thời tới phất mạnh, đúng 3 tháng tới nhằm dự ngôn. Luận giải tổng quan tử vi hàng tháng cho quý bản mệnh Canh Tuất được xa hơn, để bản mệnh Canh Tuất có thể phần nào nắm được vận trình của mình trong những tháng tiếp theo và sống một cuộc sống bình an, mạnh khỏe. Tuy nhiên, luôn có những biến số xảy đến trong cuộc sống của chúng ta, nên có thể những luận giải của Minh Đường Tử Vi sẽ không thật sự đúng với một số người. Vậy nên Minh Đường Tử Vi hy vọng rằng, dù những dự ngôn, luận giải trong video này là tốt hay xấu, mong rằng bản mệnh Canh Tuất hoan hỉ đón nhận. Thưa quý cô bác anh chị Canh Tuất, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, bước vào khoảng thời gian đúng 3 tháng tới, đó là tháng 3, tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Vận trình của bản mệnh Canh Tuất sẽ có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào Canh Tuất tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Canh Tuất cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Đầu tiên, xin mời quý cô bác anh chị cùng lắng nghe dự ngôn tổng quan tử vi Canh Tuất tháng 3 âm lịch năm 2024. Luận tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 tuổi Canh Tuất, Nguyệt lệnh mộ cho thấy bản mệnh có sự quyết tâm cao độ trong tháng này. Canh Tuất đã xây dựng được sự kỷ luật nghiêm ngặt ngay từ những ngày đầu tháng, giúp Canh Tuất chăm chỉ làm việc, không để bị phân tâm bởi những vấn đề không quan trọng. Canh Tuất cũng không ngừng nghiên cứu, học hỏi những kiến thức mới, bổ sung những kỹ năng cần thiết cho lĩnh vực mình đang theo đuổi. Sự nghiệp của Canh Tuất có thể có dấu hiệu chậm lại một chút, nhưng đó là bước chuẩn bị cho những bước tiến vượt bậc sau này. Canh Tuất hiểu rõ ràng, không có gì quý hơn sự kiên trì và cố gắng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với cách làm việc của Canh Tuất. Có những người cảm thấy Canh Tuất quá khắt khe, quá nghiêm túc, quá ít tham gia các hoạt động giải trí. Canh Tuất không nên để ý tới những lời chỉ trích hay phàn nàn của họ, mà hãy tập trung vào mục tiêu của mình.
Canh Tuất biết rõ điều gì là quan trọng và điều gì là không cần thiết trong thời điểm này. Canh Tuất nên lưu ý rằng trong công việc, sự linh hoạt và sáng tạo cũng rất quan trọng. Canh Tuất không nên quá cứng nhắc, quá bảo thủ, mà hãy biết lắng nghe ý kiến của người khác, đánh giá khách quan và chọn lọc những điều có ích. Canh Tuất cũng nên biết điều gì nên nói ra, điều gì nên giữ lại để tránh gây xích mích hay hiểu lầm với đồng nghiệp hay sếp. Vận trình tình cảm của Canh Tuất trong tháng này khá ổn định, nhưng không có gì đặc biệt. Canh Tuất coi tình cảm là một phần của cuộc sống, nhưng không phải là tất cả. Nếu Canh Tuất đã có người yêu, Canh Tuất nên dành cho người ấy một chút thời gian và sự quan tâm để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Nếu Canh Tuất vẫn còn độc thân, Canh Tuất không nên vội vàng tìm kiếm hay ép buộc mình, mà hãy để mọi thứ tự nhiên. Tháng mới cũng mang đến cho Canh Tuất một số thử thách về mặt tâm lý. Kỷ Kiên xuất hiện trong lá số của Canh Tuất cho thấy Canh Tuất sẽ phải đối phó với nhiều tin đồn hay lời đàm tiếu xung quanh cuộc sống cá nhân của mình. Điều này có thể khiến Canh Tuất cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi hay buồn bã. Canh Tuất nên tìm cách giải tỏa những áp lực này bằng cách làm những điều mình yêu thích, chăm sóc bản thân hay tìm kiếm sự an ủi từ người thân. Tháng 3 âm lịch năm 2024 là một tháng khó khăn về tài chính đối với tuổi Canh Tuất. Bản mệnh đã rất cẩn trọng và tiết kiệm trong việc chi tiêu, cũng như nỗ lực tích lũy thêm thu nhập để đảm bảo cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sao Đại Hao, bản mệnh sẽ phải đối mặt với nhiều chi phí bất ngờ và khó kiểm soát. Đại Hao mang lại những khó khăn và trắc trở trong công việc, sự nghiệp, gia đình và tài lộc. Canh Tuất sẽ phải chi trả cho những khoản như sửa chữa nhà cửa, xe cộ, điều trị bệnh tật, giải quyết các vấn đề pháp lý hoặc giúp đỡ người thân. Những khoản chi này sẽ khiến Canh Tuất cảm thấy áp lực và lo lắng vì Canh Tuất không biết khi nào mới có thể dừng lại. Canh Tuất cần hạn chế những hoạt động ăn chơi, du lịch hay mua sắm không cần thiết để tránh tình trạng cháy túi và thiếu hụt tài chính. Canh Tuất cũng nên kiểm tra lại các khoản thu nhập và chi tiêu của mình để xem có thể tiết kiệm được ở đâu và tăng thu nhập được ở đâu. Canh Tuất có thể sử dụng các công cụ quản lý tài chính như sổ ghi chép, file Excel hoặc các ứng dụng trên điện thoại để theo dõi dòng tiền của mình một cách chính xác và minh bạch. Điều này sẽ giúp Canh Tuất có cái nhìn tổng quan và rõ ràng về tình hình tài chính của mình, cũng như đưa ra những quyết định hợp lý và hiệu quả. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tuổi Canh Tuất cũng có thể học hỏi được nhiều bài học quý giá về cách quản lý tiền bạc. Canh Tuất sẽ hiểu rằng, tiền bạc là một phương tiện, không phải mục đích cuối cùng của cuộc sống. Canh Tuất sẽ biết cách sử dụng tiền bạc một cách có ý nghĩa và có trách nhiệm, không lãng phí hay hoang phí. Canh Tuất sẽ nhận ra giá trị của việc tiết kiệm và đầu tư để tạo ra nguồn thu nhập bền vững và an toàn. Canh Tuất sẽ trân trọng hơn những gì mình có và biết cách chia sẻ với những người xung quanh. Bản mệnh Canh Tuất khá bận rộn với nhiều hoạt động ngoại giao và kết nối. Canh Tuất đã gặp gỡ và trao đổi với nhiều người, mở rộng mối quan hệ và tạo dựng uy tín. Tuy nhiên, sau những tháng đầu năm, Canh Tuất cũng cảm thấy hơi mệt mỏi và căng thẳng. Canh Tuất muốn có thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân và sức khỏe. Canh Tuất không còn hứng thú với những bữa tiệc tùng hay những cuộc vui ồn ào. Canh Tuất chỉ muốn sống yên ổn và bình lặng. Để giữ gìn sức khỏe, Canh Tuất cần chú ý đến chế độ ăn uống phù hợp với cơ thể. Thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa, Canh Tuất cần điều chỉnh khẩu phần ăn theo tính chất âm dương của bản mệnh. Nếu Canh Tuất là người âm hư, Canh Tuất nên ăn nhiều rau xanh, đậu, cá, sữa và các sản phẩm từ sữa, mía và các loại ngũ cốc. Những thực phẩm này sẽ giúp Canh Tuất bổ sung độ ẩm, thanh nhiệt và tăng cường miễn dịch. Nếu Canh Tuất là người dương hư, Canh Tuất nên ăn nhiều thịt gà, tê, trứng và các loại gia vị như hành, tỏi, ớt. Những thực phẩm này sẽ giúp Canh Tuất hỗ trợ hệ tiêu hóa, tăng nhiệt và sinh khí. Ngoài ra, Canh Tuất cũng cần lưu ý đến vận hạn của Canh Tuất trong tháng này. Ngũ hoàng bay về phương Tây Bắc. Nếu Canh Tuất có kế hoạch đi xa trong những ngày này, Canh Tuất cần phải cẩn trọng và thận trọng. Canh Tuất có thể gặp phải những rắc rối hay phiền toái không mong muốn. Canh Tuất nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi, mang theo những vật phẩm may mắn và tránh xung đột hay tranh cãi với người khác. Chỉ khi Canh Tuất giữ gìn sức khỏe và an toàn, việc đi lại của Canh Tuất mới được thuận buồm xuôi gió. Vừa rồi là dự ngôn, luận giải tổng quan về Minh Đường tử vi tháng 3 âm lịch năm 2024 của bản mệnh Canh Tuất. Vậy bước sang tháng 4 âm lịch, vận trình tài lộc, sức khỏe và công việc của bản mệnh Canh Tuất sẽ có chuyển biến như thế nào? Xin mời cô bác anh chị Canh Tuất cùng lắng nghe. Dự ngôn tổng quan tử vi tuổi Canh Tuất trong tháng 4 âm lịch năm 2024. Sức khỏe của bản mệnh không có vấn đề gì lớn, nhưng Canh Tuất nên lưu tâm hơn các vấn đề liên quan tới mắt. Đừng quên thường xuyên vệ sinh mắt cẩn thận bằng dung dịch riêng, nhất là khi thường xuyên ngồi máy tính hơn 8 tiếng mỗi ngày. Nếu có thể, Canh Tuất nên học một bài massage mắt để dùng mỗi ngày, giúp cải thiện thị lực và hạn chế việc bị cận thị vì mắt quá yếu Canh Tuất nhé.
Sau một ngày dài căng thẳng, hãy cho mình một giấc ngủ thật ngon, thật sâu. Ngủ giúp cải thiện trí nhớ, chống nhiễm bệnh, giảm stress, giúp kiểm soát cân nặng cũng như rối loạn cảm xúc. Và mỗi sáng thức dậy, nhớ uống nước chanh ấm mỗi sáng, giúp canh tuất thải độc, hỗ trợ hệ tiêu hóa, đem lại làn da trắng sáng, làm sạch gan, cải thiện tâm trạng. Trong tháng 4 âm lịch, tử vi tài lộc cho tuổi Canh Tuất có những biến động khá đáng chú ý, khác với tháng trước, khi thứ tài vượng mang tới cho tuổi Canh Tuất lộc lá trời ban. Tháng này thứ tài như đi vào ngõ cụt, hầu như không xuất hiện dấu hiệu khả quan, bản mệnh ít gặp may mắn về tiền bạc, thậm chí vận xui đeo bám. Mất tiền mất của, các khoản chi phí bất ngờ phát sinh trong tháng khá nhiều, như đi du lịch, tiền khám chữa bệnh, mua nhà cửa nên hầu như không tích lũy được là bao. Dù được thiên đức cát tinh trợ lực, buôn bán nhỏ lẻ có đồng ra, đồng vào, nhưng không đáng kể. Vận trình lâm dưỡng khá yếu ớt, cần thời gian để phát triển và hoàn thiện, nhắc nhở Canh Tuất đừng thấy khó khăn trước mắt mà chùn bước. Càng khó khăn càng phải mạnh mẽ và kiên trì, như thế thành công mới nhanh tới. Trong đầu tư, kinh doanh, tuổi Canh Tuất phải hết sức thận trọng, nhất là khi làm ăn cùng người tuổi Thìn và Canh Tuất. Bản mệnh vốn dễ tin người, lại cả nể, đôi khi bị lợi dụng, thậm chí lừa gạt mà vẫn cam tâm tình nguyện, dù biết rõ điều đó. Chính tài trong tháng duy trì ở mức bình ổn, người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức lương hiện tại. Có thể Canh Tuất đang tìm cách để nâng cao mức lương ấy, nhưng trước mắt chưa tìm ra giải pháp nào hiệu quả. Nói chung, chỉ khi nỗ lực phấn đấu, mọi thứ mới tiến triển theo chiều hướng tốt hơn. Vậy nên, chỉ cần Canh Tuất chăm chỉ, xông xáo nhận việc, không lo bị phụ công, ắt sẽ lọt top 5 con giáp hốt vàng hốt bạc nửa cuối năm 2024. Vừa rồi là tử vi tài lộc cho tuổi Canh Tuất trong tháng 4 âm lịch. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp Canh Tuất có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những thách thức và cơ hội trong tháng tới. Hãy luôn kỷ luật và kiên nhẫn để vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong công việc và cuộc sống. Chúc Canh Tuất may mắn và thành công. Theo luận giải mới nhất tử vi tháng 4 âm lịch năm 2024, sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất được dự báo phát triển mạnh mẽ nhờ sự hỗ trợ của Nguyệt lệnh Trường Sinh. Bản mệnh sẽ có cơ hội để tỏa sáng và gây ấn tượng tích cực với mọi người xung quanh, với tính cách nhiệt huyết và sẵn lòng giúp đỡ. Người tuổi Canh Tuất sẽ nhanh chóng thu hút sự quý mến từ bạn bè và đồng nghiệp. Dù gặp phải khó khăn và trở ngại, họ cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh. Hiện tại, đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Canh Tuất bắt tay vào thực hiện những kế hoạch lớn đã được lên lịch từ trước. Đừng ngần ngại và do dự để không bỏ lỡ cơ hội quan trọng này. Tuy nhiên, dù công việc có thuận lợi đến đâu, người tuổi Canh Tuất cũng cần phải cẩn trọng với những tình huống bất trắc có thể xảy ra. Thiên quang xuất hiện để nhắc nhở họ về việc tiếp xúc và giao tiếp với những người có quyền lực trong xã hội. Người tuổi Canh Tuất luôn theo đuổi lẽ phải và luôn thẳng thắn trong quan điểm của mình. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng cần phải biết cách thể hiện quan điểm một cách khéo léo để không làm mất lòng người khác. Mặc dù không ai có thể được lòng tất cả mọi người, người tuổi Canh Tuất cũng cần phải đề phòng trước những kẻ tiểu nhân có thể ghen ghét và muốn lợi dụng thành công của họ. Bản mệnh có tinh thần sẵn lòng giúp đỡ, nhưng họ cũng cần phải nhận ra rằng không phải lúc nào lòng tốt của họ cũng được đền đáp xứng đáng. Họ cần phải tỉnh táo trước những nguy cơ có thể xảy ra nếu để lộ quá nhiều lòng tốt của mình. Trên tất cả, người tuổi Canh Tuất cần phải giữ vững niềm tin vào bản thân và không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những ý kiến tiêu cực từ người khác. Họ cần phải tiếp tục phát huy tinh thần tích cực và sẵn sàng vượt qua mọi thách thức trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. Luận tử vi năm 2024, với sự xuất hiện của Mộc Dục Thúc Vượng Đào Hoa, tuổi Canh Tuất sẽ trải qua những biến động tích cực trong mảng tình cảm và gia đình. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho những mối quan hệ phát triển và cải thiện, đồng thời mang lại sự hài lòng và niềm vui cho người tuổi Canh Tuất. Một trong những điểm đáng chú ý nhất từ tử vi 2024 tháng 4 âm lịch là về mảng tình cảm. Theo đó, chuyện tình cảm của tuổi Canh Tuất sẽ trở nên khởi sắc hơn bao giờ hết. Tình yêu lứa đôi sẽ thuận lợi và có thể dẫn đến việc tổ chức hôn lễ ngay trong tháng. Điều này mang đến niềm hạnh phúc và ổn định cho cuộc sống tình cảm của họ. Ngoài ra, tử vi cũng nhấn mạnh đến việc giải quyết mâu thuẫn và xung đột trong gia đình. Những rắc rối gia đình sẽ được hóa giải kịp thời, tạo ra không gian yên bình và hạnh phúc cho ngôi nhà của Canh Tuất. Mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái cũng sẽ được cải thiện đáng kể, mang lại sự ấm áp và hạnh phúc cho gia đình. Nếu Canh Tuất là người độc thân, tử vi 2024 dự báo rằng vận đào hoa của Canh Tuất đang trên đà khởi sắc. Đây là thời điểm lý tưởng để Canh Tuất mở rộng các mối quan hệ và mở trái tim để đón nhận tình cảm. Các mối quan hệ mới và những mối duyên mới sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc, giúp Canh Tuất chấm dứt kiếp độc thân đeo bám. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng lành mạnh và thuận lợi.
Trong quá trình trải qua những biến động tích cực này, tuổi Canh Tuất cũng cần chú ý đến việc duy trì sự cân bằng và ổn định trong mọi mặt của cuộc sống. Hãy lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của người khác, đồng thời không quên chăm sóc bản thân để duy trì tinh thần lạc quan và sức khỏe tốt. Để tận dụng tối đa những cơ hội từ tử vi tháng 4 âm lịch, tuổi Canh Tuất cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm trong mọi hành động. Hãy tận dụng những lời khuyên từ tử vi để xây dựng cuộc sống hạnh phúc và thành công, không chỉ trong mảng tình cảm mà còn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Trên hết, bản mệnh Canh Tuất cần nhớ rằng, dù tử vi có thể chỉ ra những điểm sáng và tiềm năng, sự thành công cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nỗ lực và quyết tâm của bản thân. Hãy tin tưởng vào bản thân và không ngừng phấn đấu để biến những dự báo tích cực từ tử vi thành hiện thực trong cuộc sống hàng ngày. Quý cô bác anh chị đang theo dõi video, lộ diện tháng phát tài lớn nhất Canh Tuất 1970 phước lộc trời ban, thời tới phất mạnh đúng 3 tháng tới. Cô bác anh chị Canh Tuất thân mến, cô bác anh chị còn đang lắng nghe không ạ? Minh Đường Tử Vi biết rằng, thời tiết những ngày vừa qua nắng chẳng dễ chịu là mấy, cô bác anh chị có cảm thấy khó chịu trong người không ạ? Cô bác anh chị nhớ uống nước đều đặn để đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ lượng nước cần thiết cho máu tuần hoàn và lưu thông cô bác anh chị nhé. Nếu cuộc sống này có làm cho cô bác anh chị cảm thấy mỏi mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá gắng sức trong những ngày thời tiết thất thường này. Chỉ cần cô bác anh chị còn mạnh khỏe thì Minh Đường Tử Vi tin rằng với sự phấn đấu và nỗ lực của mình, đến một ngày nào đó, cô bác anh chị sẽ đạt được những điều mình mong muốn. Và nếu có thời gian, cô bác anh chị hãy gửi đến đội ngũ biên tập kênh một chút năng lượng thông qua việc nhấn đăng ký kênh và bình luận bên dưới video. Để Minh Đường Tử Vi biết được cô bác anh chị còn đang lắng nghe những dòng tâm sự này, Minh Đường Tử Vi không mong gì hơn. Chỉ mong cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Đó là những lời chân thành từ tận tâm can những người phụng Minh Đường Tử Vi suốt chặng đường vừa qua. Cuối cùng sẽ là dự ngôn tổng quan tử vi bản mệnh Canh Tuất trong tháng 5 âm lịch năm 2024. Luận tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 tuổi Canh Tuất, tình hình sức khỏe của những con giáp tuổi Canh Tuất không có gì đáng lo ngại. Canh Tuất chỉ cần tập trung vào việc ăn uống, đa dạng thức ăn để gia tăng sức đề kháng là được. Ảnh hưởng của yếu tố thời tiết không tốt cho các vấn đề liên quan tới dạ dày của Canh Tuất, biểu hiện ho nhẹ, táo bón, đầy bụng, rêu lưỡi đỏ, miệng khô, mỗi khi mệt, Canh Tuất nên giảm bớt lượng công việc đang làm để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Thời gian này không phù hợp cho những việc quá sức, tham gia các buổi tiệc thì cũng không nên uống quá nhiều rượu bia, con giáp tuổi Canh Tuất nhé. Trong tháng 5 âm lịch, tuổi Canh Tuất sẽ được hưởng nhiều cơ hội về tài lộc và sự thịnh vượng với sự hỗ trợ của tài tinh và trường sinh. Bản mệnh sẽ trải qua một thời kỳ thuận lợi trong công việc và kinh doanh, khả năng chi tiêu chu đáo cùng với việc nhìn nhận mọi vấn đề rất thực tế và thông suốt. Tuổi Canh Tuất sẽ có cơ hội tăng tài sản và lộc lá đầy nhà, điều này cũng được hỗ trợ bởi thiên tài báo hiệu, mở ra những cơ hội đầu tư hứa hẹn vô cùng lớn trong tháng này. Tuy nhiên, để tận dụng hoàn toàn những cơ hội này, tuổi Canh Tuất cần phải tập trung vào việc làm và bỏ túi không ít lợi nhuận từ các dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ. Đồng thời, việc bồi dưỡng các mối quan hệ hợp tác cũng rất quan trọng để có thể kiếm về nhiều hợp đồng và dự án có lợi. Với tài vận ổn định, tuổi Canh Tuất có thể thoải mái làm những việc mình muốn và chắc chắn việc làm ăn, buôn bán sẽ không đến nỗi nào. Tuy nhiên cần nhớ rằng, mọi kế hoạch cần phải được xây dựng cụ thể và không nên tiến hành một cách mù quáng, cảm tính. Ngoài ra, trong tháng này cũng cần đặc biệt chú ý đến thiên cầu hung tinh hoành hành để tránh tổn thất không đáng có và kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho bản thân. Việc đánh giá tình hình chính xác sẽ giúp tuổi Canh Tuất tránh được những rủi ro không đáng có. Trong tháng này, Thái Dương Cát Tinh sẽ ghé thăm và mang đến phù trợ cho con giáp tuổi Canh Tuất, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ trong công việc. Điều này đồng nghĩa rằng, nếu Canh Tuất biết tận dụng cơ hội này, việc thăng chức, tăng lương và nhận thưởng sẽ không còn là ước mơ xa vời mà hoàn toàn nằm trong tầm tay. Dù có khó khăn, con giáp tuổi Canh Tuất vẫn có thể vượt qua bằng cách làm chủ tình hình và hạn chế tối thiểu rủi ro, tổn thất cho bản thân và mọi người xung quanh. Bản mệnh tuổi Canh Tuất sẽ tìm thấy sự thoải mái và vui vẻ tại nơi công sở, đồng thời cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình. Hãy sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ và chia sẻ tầm nhìn kế hoạch của mình để nâng cao tâm trạng và hứng khởi. Niềm vui của con giáp tuổi Canh Tuất trong tháng này đến từ những thành công trong sự nghiệp, khiến Canh Tuất được ghi nhận và trở nên tự tin hơn rất nhiều. Đừng ngần ngại đối mặt với thử thách, bởi đó chính là cơ hội để Canh Tuất thể hiện khả năng, duy trì vị trí đứng đầu khi xử lý các vấn đề liên quan đến công việc. Đồng nghiệp và cấp trên sẽ không ngần ngại trao cho Canh Tuất những lời khen ngợi xứng đáng. Tuy nhiên, phần lớn thời gian sự chú ý của Canh Tuất có thể bị lấn át bởi các vấn đề cá nhân.
Điều quan trọng là Canh Tuất cần giữ thái độ giao tiếp tích cực và hợp lý với những người xung quanh để tránh sự xáo trộn trong các mối quan hệ. Trong tháng này, hãy tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp và duy trì mối quan hệ xã hội tích cực. Sự tự tin, kiên nhẫn và sự linh hoạt trong xử lý tình huống sẽ giúp Canh Tuất vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công trong công việc. Chúc Canh Tuất may mắn và thành công. Trong tháng 5 âm lịch, tuổi Canh Tuất sẽ trải qua nhiều biến động trong đường tình duyên, tuy nhiên, hầu hết là theo hướng tích cực và mang lại nhiều cơ hội tốt. Thái âm cát tinh được xem là yếu tố hỗ trợ mạnh, giúp cho đào hoa nở rộ, đặc biệt là đối với phái nữ. Điều này tạo ra cơ hội lớn để kết duyên và sớm thành đôi với người mình yêu, góp phần vào việc tạo dựng hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ cục diện tương hại, có thể dẫn đến những rắc rối và hiểu lầm trong mối quan hệ tình cảm. Với bản mệnh có tình cảm và lý trí rõ ràng, việc nhìn nhận và giải quyết vấn đề sẽ trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí, những xích mích nhỏ cũng có thể giúp cho hai người hiểu và yêu thương nhau hơn. Nếu nhìn xa hơn vào tử vi năm 2024, việc gia đạo có thể gặp phải những khoảng cách và thách thức riêng, khiến cho sự an yên bị ảnh hưởng. Các vấn đề từ công việc bận rộn cho đến sự tự lập quá mức cũng có thể gây ra sự thiếu kết nối giữa hai người. Ngoài ra, sự xuất hiện của người khác có thể tạo ra sự hiềm nghi và gây rạn nứt trong mối quan hệ. Để tránh những rủi ro này, việc tỉnh táo và cảnh giác là rất quan trọng. Việc duy trì và củng cố tình cảm giữa hai người không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết và thông cảm, mà còn đòi hỏi sự chú ý và tập trung. Quan trọng hơn, việc theo dõi tử vi hàng ngày để có phương án giải quyết tức thì cho những vấn đề bất ngờ phát sinh là điều không thể thiếu. Trong tháng 5 âm lịch này, nhất bạch chủ đào hoa bay về phương chính Tây, điều này có thể được coi là dấu hiệu tích cực cho việc cải thiện tình cảm hôn nhân. Để tận dụng tốt cơ hội này, việc đặt một bát nước sạch và thả thêm chút cánh hoa ở phương vị này trong nhà có thể được xem là một biện pháp linh hoạt và hiệu quả. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung lộ diện tháng phát tài lớn nhất Canh Tuất 1970, phước lộc trời ban, thời tới phất mạnh đúng 3 tháng tới từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, nếu có chỗ nào không phải, mong quý cô bác anh chị thông cảm. Hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn để giúp ích cho đời và cộng đồng. Quý cô bác anh chị Canh Tuất thân mến, như chúng ta đã được biết, thì theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Canh Tuất nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.